giải mã cái chết của Lê Quang Tùng trong vụ đảo chính Ngô Đình Diệm. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc đảo chính lật đổ Ngô Đình Diệm đã góp phần khẳng định chính quyền Việt Nam Cộng Hòa miền Nam Việt Nam chỉ là một con cờ trong tay của đế quốc Mỹ. Trước đó, vào ngày 27 tháng 8 năm 1963, từ trung tâm điều khiển của CIA tại Sài Gòn đã gửi một công điện có nội dung như sau. Ủy ban quyết thắng khẳng định Đại tá Lê Quang Tung được coi là mục tiêu đầu tiên của Ủy ban đảo chính và sẽ bị tiêu diệt cùng với toàn trại của ông ta. Vậy tại sao lại có quyết định này? Quý vị hãy cùng Chân Dung Lịch Sử tìm hiểu rõ hơn trong video ngay sau đây nhé! Lê Quang Tung là ai? Lê Quang Tung, sinh năm 1919, mất năm 1963. Ông ta nguyên là một sĩ quan cao cấp của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc đại tá. Lê Quang Tung xuất thân từ ngành công an quốc gia, sau được đồng hóa sang ngành quân đội, được thụ huấn từ những khóa đầu tiên tại trường sĩ quan chủ bị được chính phủ quốc gia mở ra ở miền Nam Việt Nam vào đầu thập niên 50. Lê Quang Tung từng giữ chức tư lệnh lực lượng đặc biệt Việt Nam Cộng Hòa, kiêm chỉ huy trưởng Lữ đoàn Liên binh Phòng vệ, Phủ Tổng thống. Từ năm 1960 cho đến khi bị sát hại trong cuộc đảo chính năm 1963 nhằm lật đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm. CIA của Mỹ từng xếp Lê Quang Tung là người có quyền lực nhất ở miền Nam Việt Nam sau anh em Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu. Lê Quang Tung có dáng thấp, chắc, luôn mang kính đen để che giấu ánh mắt và suy nghĩ, nên nhiều người luôn có cảm giác vô cùng bất an khi đối diện vì không ai biết phía sau cặp tròng kính đen thui kia con người ấy nghĩ gì và sắp hành động gì. Đã có không ít người đang cười nói thân mật với Lê Quang Tung, nhưng ít phút sau đã bị thuộc hạ của ông ta tóm cổ, đưa vào phòng kín tra tấn đến tật nguyền hoặc bị thủ tiêu. Cha mẹ Lê Quang Tung vốn là gia nhân trung thành trong gia đình quan đại thần triều Nguyễn, Ngô Đình Khả, bố của Ngô Đình Diệm. Vì vậy, các anh chị em của Lê Quang Tung đều lần lượt kế thừa nghiệp nô bộc cho gia đình quan lại này. Vì đội kiếp nô bộc nên ông Lê Quang Tung thờ anh em Ngô Đình Diệm như thờ vua. Hạ sát để triệt khẩu. Trước khi xuất quân về cố quốc, thực dân Pháp đã để lại cho chính quyền Bảo Đại một di sản tình báo mang tên Trá Hình là Tổng Nha Nghiên Huấn. Cuối năm 1956, Ngô Đình Diệm thấy Tổng Nha Nghiên Huấn mang nặng dáng dấp của tình báo quân đội Pháp khiến Mỹ không hài lòng nên giải tán để thành lập một cơ quan khác có cùng chức năng, đó là Sở Liên lạc Trực thuộc của Phủ Tổng thống. Sở Liên lạc này do Mỹ tài trợ ngân quỹ và chịu sự điều khiển dưới danh nghĩa cố vấn của Đại tá tình báo quân đội Mỹ tên là Rogers. Lê Quang Tung được Diệm cất nhắc lên làm giám đốc của sở này với hàm trung tá. Con đường hoạn lộ của nô bộc Lê Quang Tung bắt đầu mở rộng thênh thang. Đến ngày 15 tháng 3 năm 1963, Diệm lại ra quyết định đổi tên cơ quan hoạt động gián điệp vũ trang này thành lực lượng đặc biệt, thăng Lê Quang Tung lên hàm đại tá. Thời điểm này, lực lượng đặc biệt có tổng quân số hơn 2.000 người. Ngoài ra, Lê Quang Tung còn được Diệm giao nhiệm vụ chỉ huy Lữ đoàn Liên binh Phòng vệ Phủ Tổng thống. Còn Lê Quang Triệu được thăng hàm thiếu tá, phó tư lệnh lực lượng đặc biệt. CIA xếp Lê Quang Tung vào danh sách người có quyền lực thứ ba, đứng sau Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu. Ông ta có toàn quyền quyết định, toàn quyền hành động mà không cần phải báo cáo trước với Ngô Đình Diệm cũng như Ngô Đình Nhu. Giai đoạn năm 1957, Sở Liên lạc của Lê Quang Tung chỉ làm nhiệm vụ thu thập tin tình báo quần chúng. Ngày 24 tháng 6 năm 1957, Mỹ bắt đầu đưa Liên đoàn 1 lực lượng đặc biệt vừa được thành lập xong tại Okinawa sang Việt Nam để huấn luyện và cố vấn nghiệp vụ xâm nhập phá hoại cho 58 nhân viên hạt giống của Sở Liên lạc do Lê Quang Tung chỉ huy. Đến tháng 9 năm 1962, từ sự cố vấn của Lucien Cornuin, Ngô Đình Diệm cho tiến hành thành lập một đội lực lượng đặc biệt gồm những nhân viên Sở Liên lạc đã kinh qua khóa đào tạo biệt động cũng do Lê Quang Tung chỉ huy. Đến năm 1963, nhận thấy hoạt động của các nhân viên Sở Liên lạc trùng với đội lực lượng đặc biệt, Lê Quang Tung đề nghị với Diệm sát nhập hai đơn vị này lại để thành lập lực lượng đặc biệt. Lực lượng đặc biệt của Lê Quang Tung trở thành một đơn vị con của lực lượng đặc biệt Mỹ, chịu sự điều khiển của cố vấn Mỹ và sử dụng ngân khoản của Bộ Chỉ huy Viện trợ Quân sự Mỹ, cơ quan viện trợ quân sự của Mỹ có tên viết tắt là MAAG. Cùng hoạt động với lực lượng đặc biệt của Việt Nam Cộng Hòa, lực lượng đặc biệt của Mỹ cũng đặt bàn doanh tại Nha Trang, gồm 24 toán, được phân loại thành nhiều nhiệm vụ theo mã chữ cái. Theo hồ sơ giải mật của CIA, kể từ khi thành lập lực lượng đặc biệt Việt Nam Cộng Hòa, Lê Quang Tùng đã đẩy hơn 20 toán nhiệm vụ xâm nhập phá hoại miền Bắc.
Thời điểm này, Lucien Cornuel và Lê Quang Tùng thường xuyên cùng nhau lập kế hoạch xâm nhập miền Bắc. Trước khi thực hiện chuyến xâm nhập đầu tiên, Lê Quang Tùng đã cử một điệp viên làm chuột bạch thí nghiệm. Theo kế hoạch, tên gián điệp này giấu vào người các loại giấy tờ giả, rồi ôm bánh xe tải bơi qua sông Bến Hải, vượt vĩ tuyến lên bờ phía Bắc, rồi hòa nhập vào cộng đồng dân cư vài tuần rồi trở về, chứ không cần hành động gì cả. Tuy nhiên, Lê Quang Tùng hoàn toàn không ngờ, do sợ chết, tên này vừa lên bờ mạn Bắc đã chui vào bụi rậm nằm chết dí suốt 2 tuần chẳng dám đi đâu, rồi trở về. Thấy tên gián điệp này trở về nguyên vẹn, Lê Quang Tùng, Lucien Cornuel lẫn Cobay, chùm CIA tại Sài Gòn phấn khởi. Cả ba tin rằng những chuyến xâm nhập khác sẽ thành công. Đến năm 1961, Lê Quang Tùng mới cho toán gián điệp đầu tiên đi thuyền bí mật xâm nhập vào Vĩnh Linh vài giờ, rồi bí mật quay về để thử tài phản gián của ta. Chúng đâu biết rằng mọi hành vi đó đều được các bộ phận phản gián của ta ghi chép đầy đủ. Toán gián điệp thứ hai, tức là toán đầu tiên chính thức xâm nhập miền Bắc, được huấn luyện kỹ lưỡng suốt một năm trời tại Nha Trang. Toán này được máy bay thả xuống tại khu phi quân sự DMZ, giáp giới hai miền Nam Bắc, rồi đi bộ, vượt sông, tiến sâu vào miền Bắc. Lê Quang Tùng không ngờ những chuyến xâm nhập thử nghiệm của ông ta đã được lực lượng công an của ta theo dõi sát sao. Ta biết đó là chuyến xâm nhập thử nghiệm nên không bắt mà để gián điệp chuột bạch ôm dung trở về nơi xuất phát. Đến chuyến thứ ba, Lê Quang Tùng mới thật sự tung gián điệp vào miền Bắc hoạt động. Chuyến này, ông ta cho máy bay thả dù toán gián điệp. Ngay từ khi đặt chân xuống miền Bắc, toán gián điệp này đã bị bắt gọn. 19 phi vụ sau đó cũng bị dân quân miền Bắc xử lý nhanh gọn. Lê Quang Tùng đã được xem như là một trong số sĩ quan quân đội hết lòng tôn thờ và trung thành với anh em Ngô Đình Diệm. Chính vì vậy, Lê Quang Tùng bị đứa con nuôi của anh em Ngô Đình là Tôn Thất Đính ghét cay đắng vì ganh tị. Ăn lương Mỹ để ám sát đại sứ Mỹ. Trong biến cố Phật Đản miền Trung xảy ra vào giữa năm 1963, Ngô Đình Nhu đã tung lực lượng đặc biệt của Lê Quang Tùng trấn áp thô bạo dã man tín đồ biểu tình, tấn công các cơ sở Phật giáo, tấn công chùa Xá Lợi vào ngày 21 tháng 8 năm 1963, gây phẫn nộ dư luận quốc tế. Song song đó, một kế hoạch khác do Ngô Đình Nhu soạn thảo giao cho Lê Quang Tùng thực hiện là sử dụng lực lượng đặc biệt cải trang tiếp cận tòa đại sứ Mỹ, phóng hỏa, gây rối loạn an ninh rồi ám sát đại sứ Harry Cabot Lodge cùng với một vài nhân vật quan trọng của tòa đại sứ Mỹ. Kế hoạch này được ấn định thực hiện trong tháng 9 năm 1963. Kế hoạch bị bại lộ, Ngô Đình Nhu rút lệnh thực hiện. Các quan chức Mỹ rất phẫn nộ vì toàn bộ hoạt động của lực lượng đặc biệt được Mỹ tài trợ lại trở đầu cắn vào họ. Họ cho rằng Mỹ đã nuôi ong tay áo khi viện trợ ngân khoản vô hạn mức cho lực lượng đặc biệt. Vì vậy, ngày 19 tháng 10 năm 1963, tướng Paul D. Hawkins, chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Viện trợ quân sự Mỹ tại Việt Nam, chính thức thông báo cho Diệm biết ngân khoản Hoa Kỳ dành cho lực lượng đặc biệt Việt Nam Cộng Hòa bị cắt. Mỹ mượn cớ vụ Nhu có kế hoạch ám sát đại sứ Mỹ để cắt viện trợ lực lượng đặc biệt. Và khi Lucien Cornuel bắt đầu soạn thảo kế hoạch đảo chính Ngô Đình Diệm, dòng đầu tiên được viết bằng mực đỏ: phải giết Lê Quang Tùng. Họ e ngại nếu còn sống, Lê Quang Tùng sẽ tung hê những thông tin tối mật về lực lượng đặc biệt. Vì vậy, hơn cả đám quân nhân đạo chính, CIA muốn Lê Quang Tùng phải chết ngay khi chế độ Ngô Đình Diệm không tồn tại. Để giết gọn nhân vật đáng gờm này, đồng thời vô hiệu hóa lực lượng đặc biệt, Lucien Cornuel đề nghị các tướng lĩnh đảo chính đã phải thực hiện một kế điệu hổ ly sơn. Từ mật kế này, vào ngày 28 tháng 10 năm 1963, Trần Thiện Khiêm gửi một bản báo cáo đến Ngô Đình Diệm cho biết lực lượng tình báo phát hiện có một nhóm lực lượng giải phóng quân chính quy xuất hiện ở khu vực Hố Bò, Củ Chi. Với bản báo cáo dởm đó, Trần Thiện Khiêm có lý do điều hết lực lượng cơ hữu của lực lượng đặc biệt thực hiện cuộc hành quân truy lùng. Với lý do bảo vệ thủ đô Sài Gòn, Trần Thiện Khiêm đã điều động một lực lượng quân sự có mật danh là Chiến đoàn Vạn Kiếp, đóng quân bao quanh khu vực Bắc Ngoại Thành. Lực lượng này được báo cáo với Diệm là một đơn vị của Sư đoàn 5 Bộ binh. Lúc 7 giờ sáng ngày 1 tháng 11 năm 1963, Đại úy Phạm Bá Hoa, chánh văn phòng của tướng Trần Thiện Khiêm nhận được hai danh sách liệt kê các nhân vật quan trọng phải mời cho bằng được đến Bộ Tổng Tham mưu họp. Những nhân vật trong danh sách này đều thuộc cánh trung thành với Ngô Đình Diệm sẽ bị câu lưu tại phòng số 1, hạn định thời gian chậm nhất là 1 giờ trưa. Một danh sách khác gồm những người thuộc phe ủng hộ đảo chính được mời đến dùng cơm trưa tại câu lạc bộ Bộ Tổng Tham mưu lúc 12 giờ. Từ sáng sớm ngày định mệnh, Tôn Thất Đính đã gọi điện cho Lê Quang Tùng trò chuyện để thăm dò xem ông ta có mặt ở Bộ Chỉ huy Lực lượng Đặc biệt hay không. Khoảng 11 giờ, xác định Lê Quang Tùng đang thư giãn ở nhà,
Trần Thịnh Khiêm đích thân gọi điện mời đến Bộ Tổng Tham mưu họp khẩn về vấn đề an ninh quốc gia. Lê Quang Tùng hoàn toàn không nghi ngờ, đã cùng tài xế lái chiếc xe du lịch Treasure đến Bộ Tổng Tham mưu. Đến 1 giờ trưa, hầu hết các tướng tá đảo chính cùng với những người trung thành nhất của Ngô Đình Diệm đã có mặt đông đủ tại phòng họp số 1, Bộ Tổng Tham mưu. Tướng Dương Văn Minh và tướng Trần Văn Đôn cùng bước vào phòng họp, quát lớn: "Hội đồng tướng lĩnh quyết định lật đổ chính quyền Ngô Đình Diệm, ai không đồng ý hợp tác đứng lên." Có 5 người đứng bật lên, gồm Lê Quang Tung, Trung tá Nguyễn Ngọc Khôi, Thiếu tá Nguyễn Đức Xích, Trần Văn Tư, Đại tá Cao Văn Viên. Lúc đầu ông Viên đứng lên để phản đối đảo chính, nhưng khi nhìn quanh chỉ thấy có 4 người đã nhanh trí nói: "Tôi không chống đối việc đảo chính, nhưng là một quân nhân, tôi không tham gia chính trị, xin được đứng ở ngoài." Dứt lời, ông ta ngồi xuống. Thấy Viên ngồi xuống, Lê Quang Tùng vẫn trợn mắt quát: "Tụi bây đeo lon, mặc áo, thụ hưởng phú quý, lại lục để được Tổng thống Diệm ban ơn mà nay lại giở trò bất nhân bất nghĩa à?" Tùng chưa dứt câu đã bị đại úy Nguyễn Văn Nhung kè vai, khóa tay, lôi sảnh ra khỏi phòng họp. Một nhóm quân cảnh khác cưỡng bức 3 người còn lại đi theo đại úy Nhung. Những người chứng kiến xanh xám mặt mày, không khí trong phòng họp trở nên im ắng như đáy mổ. Thiếu tá Lê Quang Triệu, phó tham mưu hành quân và tiếp vận lực lượng đặc biệt, là em ruột của Tùng, đang ở căn cứ Long Thành, nghe tin anh mình bị bắt, đã cùng với trung úy Lê Văn Hành, tránh văn phòng của Lê Quang Tùng, tức tốc đi thẳng vào Bộ Tổng Tham mưu để hỏi thăm tin tức, cũng bị giữ lại. Trung tá Phạm Bá Kỳ, trưởng phòng 3 của Liên đoàn 77 lực lượng đặc biệt, nghe tin đã dẫn một tiểu đội xông vào Bộ Tổng Tham mưu, cũng bị tước vũ khí, đẩy vào phòng giam. Trong khi đó, cuộc đảo chính bùng nổ. Đến 10 giờ tối, một nhóm quân cảnh còng tay những người bị giam đưa lên xe vận tải bộ binh, chạy thẳng đến khám Chí Hòa giam giữ. Trong khi đó, hai anh em Lê Quang Tung và Lê Quang Triệu bị đẩy vào một chiếc xe cứu thương của quân đội. Chiếc xe chạy về hướng cổng sau của Bộ Tổng Tham mưu. Đại úy Nguyễn Văn Nhung được lệnh đi theo chiếc xe này. Khi chiếc xe cứu thương chạy ra khỏi cổng sau của Bộ Tổng Tham mưu đến đoạn đường vắng của nghĩa địa Bắc Việt tương tế, Nhung ra lệnh cho xe dừng lại rồi dùng báng súng thúc mạnh vào be sườn Lê Quang Tung, lệnh xuống xe. Lê Quang Tung thét: "Các anh định làm gì tôi?" Nhung chẳng nói chẳng rằng rút lưỡi lê đâm tới tấp, khiến cho Tung gục chết tại chỗ. Sau đó, Nhung cùng với một quân cảnh khác lôi cổ Triệu xuống xe đâm tới tấp cho đến chết. Khi cả hai anh em Tung và Triệu đã chết hẳn, Nhung ra lệnh vùi xác cả hai vào một đống cỏ rác. Sau khi kết thúc đảo chính, thân nhân của Tung và Triệu men theo lời kể của các nhân chứng vào nghĩa trang tìm thi thể để an táng. Tuy nhiên, đống cỏ rác bừa bãi, có lẽ những con chó hoang đã tha mất thi thể của hai người. Lê Quang Tung chết, toàn bộ kế hoạch xâm nhập miền Bắc của Tung chết theo. Những toán gián điệp của Tung được quân đảo chính sàng lọc kỹ. Một số bị điều chuyển về các đơn vị thuần chiến đấu, một số bị đuổi ra khỏi quân đội, một số bị Mỹ tiếp tục tung ra miền Bắc để chết. Các bạn vừa theo dõi, lắng nghe giải mã cái kết của Lê Quang Tung trong vụ đảo chính Ngô Đình Diệm. Hãy đăng ký kênh Chân Dung Lịch Sử và nhấn nút chuông ở bên cạnh để được cập nhật sớm nhất các câu chuyện và giai thoại về các nhân vật lịch sử nổi tiếng khác của Việt Nam và trên thế giới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!